Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Nhà Hội Đồng Phan của tác giả Minh Anh. Trước đó, Trinh tính sẽ chia ra bộ truyện này thành 6 tập. Thế nhưng mà sau khi mà đọc xong và cắt gọt lại thì bộ truyện gồm có 5 tập quý vị nhé. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Khi xe của cậu hai rời khỏi tầm mắt của Ngọc Lan thì cô mới lại vào bên trong nhà. Bà Liễu thấy cô đi vào thì đã lên tiếng hỏi: Hai Thanh nó kêu con ra đó làm gì phải không? Dạ. Cô đi lại ghế rồi ngồi đối diện bà Liễu, đưa cho bà sắp tiền khi nãy cậu hai đã cho cô. Cô nói: Dạ, anh Thanh cho con, nhưng con không dám lấy, con xin gửi lại cho má. Bà Liễu sau khi nghe cô nói thì cười hớn hở rồi nói: Thật vậy sao? Vậy là Hai Thanh nó để ý con rồi đó. Con mau cất tiền vào đi. Hai Thanh cho tiền mua này mua kia thì con cứ giữ lấy, con đưa má làm gì? Con... Cứ cất đi, nhanh lên, ai thấy mách lãi với con Hồng bây giờ. Dạ, con cảm ơn má. Chiều hôm đó, cậu hai về. Cậu hai cũng nói với bà Liễu, dạo này trong nhà đã có thêm thằng Sửu, nên chuyến này đi lên huyện thì sẵn tiện bà Liễu đi qua xe mua thêm cái xe 4 bánh nữa, để anh Tí không cần chạy tới chạy lui. Bà Liễu nghe thấy thì cũng hợp lý, nên bà đã đồng ý ngay với lời đề nghị của cậu hai. Bà Liễu cũng bảo với mợ Hồng, tiền công của cái Hoa và thằng Sửu cứ để đó bà tính mỗi tháng, chứ không cần mợ Hồng phải xuất tiền túi ra làm chi. Bà Liễu cũng dặn mợ Hồng ở nhà quán xuyến giúp bà ấy vài hôm, vì cũng có thể bà và Ngọc Lan lên đó tận 3 ngày mới về. Rồi bà Liễu cũng nói luôn, tối đêm nay cậu hai sẽ qua phòng Ngọc Lan, còn mấy ngày mà bà ấy và Ngọc Lan đi thì cậu hai sẽ được về phòng với mợ Hồng. Mợ Hồng nghe thấy như vậy thì nhìn Ngọc Lan rồi nói: Con cũng nghĩ giống hệt như ý của má. Tối nay cứ để anh Thanh qua bên đó với em Lan, con thì ngày nào anh ấy về phòng mà trả được. Nhìn thấy mợ Hồng tươi cười thì Ngọc Lan cũng đã đỡ sợ. Tối đêm đó khi cả nhà dùng cơm xong thì cô cũng đi về phòng. Nhưng đi đến phòng của Út thì cô đứng lại rồi nhìn vào trong. Từ sáng đến giờ cô không thấy cô Út bước ra khỏi phòng, cũng không biết cô Út đã ăn gì chưa, nên cô thấy lo lắng vô cùng. Ngay lúc cái lụa đem ấm trà lên phòng thì cô đã lập tức hỏi cái lụa ngay: Lụa, từ sớm giờ cô Út có xuống bếp ăn gì không? Em thấy cô Út hôm nay không có bước ra khỏi phòng. Vậy lụa đem trà vào phòng cho cậu hai đi, tôi xuống bếp nấu bát cháo cho cô Út. Chứ sáng giờ không ăn gì rất dễ sanh bệnh đó. Dạ, vậy mà hai xuống bếp trước nghe, em đem trà vào phòng để sẵn cho cậu hai rồi em xuống với mợ. Cô gật đầu rồi xuống dưới nhà bếp trước. Cái lụa cũng nhanh chân quay người đi vào phòng của cô. Cậu hai cũng từ trên nhà trước xuống. Cậu cũng có nghe được cô và cái lụa nói chuyện với nhau. Khi cô rời đi thì cậu hai bước lại phòng. Thấy cậu hai, cái lụa như muốn giật mình mà cúi gằm mặt xuống đó lắp bắp: Dạ cậu hai, em đem trà vào phòng cho cậu và mợ hai. Giờ này xuống bếp làm gì thế? Dạ, mợ hai xuống bếp nấu cháo cho cô Út. Mày chạy nhanh xuống phụ đi, rồi nói với Lan lên đây ngủ sớm, mai còn đi lên huyện. Dạ con chạy xuống bếp liền. Cái lụa bỏ ấm trà xuống bàn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng. Chạy thẳng xuống nhà bếp thì đã thấy Ngọc Lan đang vo gạo nấu cháo. Cái lụa cười te tét bước lại gần cô rồi nói: Mợ ơi mợ, cậu hai bảo em xuống phụ mợ nấu cho nhanh, rồi mợ lên phòng nghỉ, mai còn lên huyện. Ôi, cậu hai quan tâm mợ chưa kìa, nhất mợ rồi đó nghe. Cô bình thản như kiểu không quan tâm đến lời của lụa, vì cô biết cậu hai không bao giờ để ý đến cô. Nếu cậu ấy có tốt bụng với cô thì cũng vì muốn bù đắp lại những lần cậu ấy đã đánh cô, và mục đích chính là muốn cho bà Liễu vui nên cậu mới làm như vậy. Ngọc Lan bảo cái lụa bằm thịt giúp để cái lụa không nhắc gì chuyện vừa rồi nữa. Nhìn nét mặt của lụa đang rất tò mò, nhưng cô lại không muốn nói ra quá nhiều. Khoảng nửa tiếng thì cô nấu xong nồi cháo, vội múc ra chén, rồi cô bảo xíu nữa cái lụa hãy chia ra cho mọi người dưới bếp cùng ăn.
Cầm chiếc cháo thịt bằm nóng hổi, cô nhanh chân bước lên phòng của cô Út. Đứng trước cửa phòng của Út, cô liền hỏi: Cúc ơi, Cúc còn thức không? Là chị dâu nhỏ sao? Chị vào đi. Cô từ từ đưa tay lên để mở cửa bước vào. Thấy cô đi vào, trên tay còn cầm bát cháo thơm nước, thì bỗng cô Út ngồi bật dậy như một cái lò xo. Cô Út hít lấy mùi thơm của bát cháo rồi nói: Thơm quá à, chị nấu cho em sao? Tôi thấy từ sớm giờ cô chưa ăn gì, nên tôi xuống bếp nấu cho cô Út nè. Cô Út qua bàn ăn cháo nha. Em qua ngay đây. Em cảm ơn chị. Chị cứ để ở đó đi, rồi về phòng nghỉ ngơi, em tự ăn được. Cô đành gật đầu rồi đặt bát cháo xuống bàn. Cũng đã trễ nên cô không muốn làm phiền cô Út nghỉ ngơi. Về tới phòng, cô đã thấy cậu hai đang ngồi xem sổ sách. Cô không dám làm phiền mà bước sau bóng lưng của cậu rồi đi lại giường. Khom người xuống, cô lấy từ trong gầm giường ra một chiếc chiếu cũ, rồi đang định lấy cái gối xuống nằm thì cậu hai đã quay đầu lại nhìn. Làm gì vậy? Hôm nay ngủ bên này nên em xuống dưới đất nằm. À, không phải, em nằm trên cái chiếu được không ạ? Bước qua đây đi. Cậu hai bảo cô đi lại cạnh cậu hai, rồi cậu đưa tay vào túi quần lấy ra vài viên thuốc đựng trong cái bịch nhỏ. Cậu nói: Trước khi đi, uống một viên, nào về thì uống tiếp một viên nữa. Thuốc này là thuốc gì ạ? Thuốc chống say xe, chứ không phải tôi cho thuốc độc đâu, nên đừng có lo, trễ rồi, ngủ đi. Cô gật đầu rồi đợi cậu hai bước lại giường. Cậu hai lên giường rồi nằm ở trong. Sau đó cậu ấy nhìn cô rồi nói: Lên giường mà ngủ, ngày mai bảo con lụa đi giục cái tấm chiếu đó đi. Trông bẩn như vậy mà còn đòi nằm ngủ sao? Vậy để ngày mai em bảo cái lụa mua tấm mới. Còn hôm nay nếu không có tấm chiếu này, chắc em không ngủ được đâu. Đã bảo lên giường mà ngủ. Cậu nạt có một câu mà cô muốn quắn quéo, sợ hãi chạy vội lại giường rồi nằm xuống. Cô cứ nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng ngủ thật nhanh để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu hai. Bỗng lúc này cậu hai nói: Má cho riêng tiền để cha đưa má đến quyền chữa bệnh sao? Cô nghe cậu hai hỏi thì nhanh ngồi dậy để nói chuyện cho đàng hoàng. Dạ, nhờ má cho một cây vàng nên cha với má của em mới có tiền lên quyền chữa bệnh. Đi lên trên đó cho tôi gửi lời hỏi thăm. Rồi thằng em trai dạo này làm gì? Không ấy bảo nó qua xưởng gạo đi, tôi cho nó làm kiểm kê. Dạ, thật không ạ? Anh nói thật phải không? Ừ, tôi và em không chung sống như vợ chồng được, chỉ 2 năm thôi, cố gắng đi. Nhất định tôi không để gia đình em phải chịu thiệt thòi gì. Cô hiểu hết những gì lời của cậu hai vừa nói. Cô nghe như vậy cũng đã biết cậu hai là người rất yêu thương Mợ Hồng. Em biết rồi, em sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó đâu. Em biết anh rất thương chị Hồng. Em biết em rất là có lỗi trong chuyện này, nhưng đạo làm con, xin anh hiểu cho em. Em không còn cách nào khác. Trễ rồi, ngủ đi, sáng dậy ra ăn uống này kia rồi đi. Dạ. Cô từ từ nằm xuống rồi quay người lại. Còn cậu hai cũng quay người vào bên trong. Nhưng cậu hai không ngủ mà cậu vẫn còn đang mở mắt tỉnh táo. Không hiểu sao cậu hai thấy buồn và thấy đáng thương cho phận đời của Ngọc Lan. Nhưng yêu Ngọc Lan là điều không thể. Cậu hai không muốn bản thân biến thành một người đàn ông không còn chung thủy. Cậu hai sẽ cố gắng xem Ngọc Lan y hệt như cô Út. Cậu hai cũng sẽ chăm sóc và quan tâm với cương vị như một người anh trai để bù đắp phần nào cho Ngọc Lan. Bên phòng của Mợ Hồng lúc này, không biết từ lúc nào mợ ấy rất thích ngồi trước gương. Cánh cửa phòng của Mợ Hồng được mở ra, cái Hòa rón rén lại kế bên chỗ của mợ rồi nói: Mợ ơi, mợ gọi em có việc gì không? Mày nói với thằng Sửu, ngày mai lên huyện thì nhớ qua nhà của ông thầy thuốc bốc thuốc gì cho tao. Mau chạy ra nói với nó đi. Mà mợ đâu có bệnh gì đâu, sao lại uống thuốc? Mày nói nhiều quá, thuốc đó uống mau có thai đó. Mày đừng hỏi nữa, mau ra nói với thằng Sửu đi. Cây Hoa nghe Mợ Hồng nói như vậy thì cũng đã hiểu rõ lý do. Cây Hoa vội chạy xuống nhà dưới để kiếm thằng Sửu. Khi nó ra khỏi phòng thì Mợ Hồng cũng nhanh chân đứng dậy đi qua trái cửa phòng lại để ngủ. Nằm trên giường nhìn qua cái gối của cậu hai thì mợ ấy lại càng thêm bực dọc. Ném mạnh gối xuống đất, Mợ Hồng xoay mặt vào bên trong rồi ngủ.
Trong tim của mợ đang dần không còn yêu cậu hai nữa. Mợ Hồng nghĩ cậu hai không còn là một người đàn ông chín chắn, không biết cãi lại bà Liễu mà luôn nghe theo lời của bà ấy răm rắp. Kể từ cái ngày cậu hai ôm Ngọc Lan trước mặt của mợ Hồng thì trong tim của mợ ấy đã không còn xem cậu hai là chồng. Giờ đây mục đích của mợ Hồng không phải là hạnh phúc mà là một cái gì đó rất lớn, nó có thể lo được cho cha má và con cái của mợ Hồng sau này. Sáng hôm sau, Ngọc Lan dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo cho cậu hai, rồi cô mới đi ra nhà trước đợi bà Liễu thức dậy. Vì có thêm người làm trong nhà nên cô không được xuống nhà bếp nhiều như trước. Khi ăn sáng xong thì bà Liễu đã bảo cô hãy ra xe, anh Tý và thằng Sủ ngồi phía trên, còn cô và bà Liễu ngồi ở ghế sau. Sáng trước khi cô đi vẫn luôn nhớ đến lời cậu hai đã dặn là phải uống thuốc say xe. Hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng xe cũng đã dừng lại. Bà Liễu vội đưa cô vào trong để thăm cha má của cô. Khi cha má gặp được cô, họ rất vui. Cha má cũng khóc nhiều lắm khi phải cắn răng chấp nhận cho số phận cô như vậy. Cha má cũng dặn dò cô là phải biết nghe theo lời của bà Liễu. Cô được bà Liễu trở lại với cha má 2 ngày. Rồi ngày thứ 3, cô và bà ấy mới đi mua sắm. Nguyên một ngày trời, bà Liễu mua cho cô hơn 10 bộ đồ bà ba bằng gấm và 2 cái áo dài kiểu cách rất đẹp, sang trọng. Sau khi xong mọi thứ thì bà Liễu và cô cũng đã lên xe để quay về nhà. Lúc về thì trong xe chỉ có 3 người mà thôi, vì thằng Sửu được lái chiếc xe mới mua về. Khi về đến nhà, bà Hội Đồng và cô chỉ bước vào nhà trên. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì mợ Hồng đã chạy sòng sọc ra chỗ của bà Liễu rồi nói. Má ơi, có chuyện lớn rồi má. Má ơi! Chuyện gì? Không thấy má với Ngọc Lan mới vừa về tới sao? Má ơi! Cô Út của chữ Quang rồi kìa! Cái gì? Con vừa nói cái gì? Nói lại cho má nghe xem! Mợ Hồng nhàn nhã ngồi xuống ghế gỗ rồi nói. Má cứ nuông chiều cô Út, vợ cô Út có thai rồi đó! Thiệt là tình! Người đang cần có thì lại không, người không cần á thì lại có! Con ăn nói như vậy đó hả? Cô nhìn cũng biết bà Liễu đi đường từ nãy giờ về cũng đã rất mệt. Về chưa kịp uống trà đã nghe tin như sét đánh ngang tai. Cô định nói bà Liễu hãy bình tĩnh lại, nhưng cô chưa kịp nói thì bà đã một mạch đi về hướng phòng của cô Út. Ngọc Lan thấy vậy cũng bước nhanh theo bà Liễu. Cô sợ bà tức giận rồi lại hại sức khỏe. Còn mợ Hồng thì cười đắc chí, uống hết tách trà rồi mới nói. Đẻ con ra không biết vậy mà bày đặt dậy khôn mỡ sao? Cái Hoa cũng chạy lại chỗ của mợ Hồng rồi nói. Mợ, sao hồi đó mỗi khi em qua bên này đem đồ cho mợ, em thấy mợ với cô Út thân lắm mà, sao mợ không bao che cô Út? Mày thích hỏi từ khi nào vậy? Em không có dám. Con nhỏ đó ỷ cái tính nắng mưa thất thường, lúc thì bên tao không chai đụng tới dù chỉ là cọng tóc. Vừa quay lưng vài ngày nó đã tát thẳng vào mặt tao một gáo nước lạnh, hổng thương tiếc. Tao cần gì bao che cho nó? Thôi mày ra kêu thằng Sửu đưa thuốc rồi xuống bếp sắt cho tao đi, tao đi xem kịch hay đây. Trong phòng của cô Út lúc này vẫn chưa biết mợ Hồng đã nói chuyện có thai cho bà Liễu biết. Đang đi qua đi lại trong phòng thì cô Út đã biết bà Liễu đã về. Cô không biết phải nói chuyện này với bà như thế nào. Cánh cửa phòng của cô Út được đạp mạnh. Bà Liễu bước thẳng đến chỗ cô Út rồi tức tối hỏi. Mày có thai hả Ngọc Linh? Mày muốn má giết chết mày phải không? Má! Cô Út hoảng sợ vô cùng khi thấy bà Liễu đứng trước mặt. Bà Liễu cũng đã biết chuyện cô Út có thai nên cô cũng không thèm giấu giếm mà nói ra hết. Má đã biết rồi thì bây giờ làm ơn giúp con trục cái thai này ra đi má. Con không muốn chưa chồng mà có chửi như vậy đâu. Mày! Cô Út không biết hối lỗi mà ăn nói với bà Liễu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ của cô Út đã làm bà Liễu như hóa điên lên mà nhào đến tát vào mặt của cô Út. Ngọc Lan nhanh chân bước lại kéo tay bà Liễu về phía mình, rồi cô đi đến chỗ của cô Út. Cô Út, cô có sao không? Chị dâu nhỏ, chị đưa má về phòng đi, tôi muốn một mình. Mày! Kể từ hôm nay mày muốn làm gì mày làm. Mày muốn má tức chết mày mới vừa lòng sao? Má bớt giận, con đưa má về phòng nha má. Mợ Hồng bước vào rồi cũng bảo Ngọc Lan đưa má về bên phòng.
Khi cô và bà Liễu đã đi thì Mợ Hồng thản nhiên bước đi lại ghế gỗ ngồi xuống. Mợ Hồng cười mỉa mai rồi nói: Cút làm sao vậy? Má cũng đi rồi, cô khóc cái gì nữa? Chị mau biến ra ngoài đi, để tôi yên. Cái cảm giác ngồi cười cười nói như thế này thật là thích. Tự nhiên tôi nhớ lại, thậm chí tuần trước thôi, cũng có người ngồi trên ghế gỗ an ủi tôi đủ điều. Rồi vài ngày sau thì lật lọng, đến tôi còn kinh ngạc. Vậy là chị đã nói với má chuyện tôi có thai sao? Hôm qua chị nghe lén tôi nói chuyện với thầy Lan đúng không? Thì đã sao hả cô Út? Mợ Hồng cười khẩy lên trong vui sướng, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Ánh mắt của cô Út lúc này vô cùng đáng sợ. Cô hét lớn: Con khốn, mày là con rắn độc. Má tao nói rất đúng, tao biết như vậy, hồi đó tới giờ tao đã hành hạ mày đến chết rồi. Còn khốn. Suốt một tháng trôi qua, cô Út luôn ở trong phòng mà không dám bước ra ngoài vì sợ gặp mặt bà Liễu. Sau khi lễ bái lạy gia tiên diễn ra xong thì bà Liễu cũng bắt đầu lâm bệnh, rồi ở suốt trong phòng mà không ngồi dậy nổi để đi ra ngoài. Cũng nhờ như vậy mà cậu hai toàn ở phòng của Mợ Hồng mà không qua phòng của Ngọc Lan. Cô thấy như thế cũng tốt, cô cũng không muốn thấy cậu hai khó xử. Mọi chuyện trong nhà giờ một tay Mợ Hồng lo liệu hết. Cô cũng không hiểu vì sao bệnh của bà Liễu càng ngày càng trở nặng. Uống thuốc mấy tuần nay nhưng cô thấy không hề thuyên giảm mà còn nặng thêm. Bà Hội Đồng bị như vậy nên cô rất lo lắng. Cô vội đi xuống nhà bếp, vẫn thấy còn 10 thang thuốc. Cô cầm lên đem qua nhà thầy Lan. Cô muốn hỏi cho kỹ xem thuốc này thầy bốc có đúng cho bà Liễu không, hay sẵn tiện cô đổi thuốc khác cho bà. Cầm mấy thang thuốc từ nhà bếp đi lên nhà trên, cô đã thấy Mợ Hồng đang ngồi ở bàn ghế cũ uống trà. Cô liền đi lại rồi nói: Chị, cho em xin phép ra ngoài một chút. Ôi trời, Mợ là Mợ hai cái nhà này, thì cũng là vợ lẽ của chồng tôi thôi. Mợ cũng gần bằng vai vế với tôi rồi, Mợ cần gì xin xỏ lễ phép thế kia. Dạ, em có làm gì phật lòng thì mong chị bỏ qua cho. Có chuyện gì sao? Cậu từ ngoài cửa bước vào, thấy cô đang cúi đầu nói chuyện với Mợ Hồng nên đã đi vào hỏi chuyện. Thấy cậu hai trước mặt thì cô cũng xoay qua cúi nhẹ đầu với cậu hai. Mợ Hồng thì nhanh đứng dậy, nắm tay cậu hai ngồi xuống ghế cạnh Mợ Hồng rồi nói: Mình mới về hả? Hôm nay sao mình về sớm vậy? Em Lan, xin em ra ngoài một chút. Em mới nói có gì đâu mà xin em, như hệt kẻ ở trong nhà vậy. Em kêu em ấy mốt á, có gì cứ tự tiện mà đi. Ừ, định đi đâu sao? Nghe cậu hai hỏi nên cô đáp nhanh: Dạ, em định đem mấy thang thuốc của má sang nhà thầy Lan xem lại coi sao, chứ em thấy mấy tuần nay uống thuốc này mà má càng trở nặng. Khi nghe cô nói xong thì nét mặt của Mợ Hồng bỗng xanh như tàu lá chuối. Mợ Hồng đứng bật dậy, đi lại giật cái giỏ cô đang cầm trên tay, rồi lấy mấy thang thuốc ra. Hành động của Mợ Hồng làm cô rất bất ngờ. Cậu hai cũng không hiểu sao Mợ Hồng lại kích động như vậy. Cậu hai quay qua nhìn Mợ Hồng rồi nhíu mày nói: Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thôi để em qua bên đó. Tại em dù gì cũng là con dâu lớn của má, chuyện thuốc thang này cô để em đi sang bên nhà thầy Lan. Thôi anh ở nhà, em ra bảo thằng Sửu đưa sang bên đó. Em đi ngang. Mợ Hồng cầm mấy thang thuốc rồi chạy vọt ra ngoài sân, mới bảo thằng Sửu lái xe đi nhanh. Thấy chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng nhà thì cô mới quái lại nhìn cậu hai, rồi định xin cậu hai cho phép đi vào trong. Nhưng lời chưa kịp nói, cô chỉ mới cúi nhẹ đầu xuống thì đầu óc cô bỗng quay cuồng rồi té ngã xuống đất. Lan, em Lan. Lâu lắm rồi cô Út mới bước ra khỏi phòng. Cô định xuống bếp kiếm chút gì chua ăn, nhưng vừa ra nhà trước thì đã thấy như vậy. Cô Út cũng nhanh chân chạy lại rồi nói: Chị dâu nhỏ, chị sao vậy? Tụi bay đâu? Cậu hai bế cô đi thẳng về phòng. Cô Út cũng bước theo sau cậu hai. Đặt cô xuống giường thì cái lụa cũng đã chạy vào phòng, rồi hốt hoảng nói: Mợ hai có sao không cậu? Hay cậu cho em đi gọi thầy Lan qua nhà khám cho mợ nha cậu. Ừ, mày chạy nhanh qua bên đó đi. Thấy Mợ Hồng bên đó thì bảo mợ ấy về nhà. Xíu có gì tao nói chuyện với thầy Lan luôn thể. Dạ, em đi ngay. Cô Út nhìn theo lụa rồi nói: Mày ra kêu thằng Tí
nó đưa qua bên đó cho nhanh, chứ chạy bộ biết chừng nào mới rước được thầy về. Em biết rồi ạ, cô Út xem giùm mở giúp em. Khi thầy Lan qua đến thì thầy cũng đi cấp tốc vào phòng của cô. Thầy Lan rất là thương cô. Từ những ngày đầu cô bị đánh bầm mình, rồi đến khi cô liên tục bị hết chuyện này đến chuyện kia, thầy Lan nhìn thôi cũng thấy xót. Bước lại vừa ngồi xuống thì cô cũng đã từ từ mở mắt tỉnh dậy. Thầy Lan liền nói: Mợ hai thấy sao rồi? Mợ có thấy trong mặt hay thế nào không? Là thầy sao? Chị Hồng qua bên nhà thầy chưa? Thuốc của má tôi hình như không hợp với cơ địa của má, đến tận hôm nay mà bệnh cũng còn chưa khỏi. Mợ cả không có qua tôi. Để tôi khám cho mợ xong rồi tôi đi qua xem bà hội đồng thế nào. Cô thấy vậy nên cũng vội gật đầu. Vì giờ cô phải thật khỏe thì mới có thể chăm sóc được cho bà Liễu. Sau khi khám cho cô xong, ông thầy Lan nhìn cô rồi cười, cứ gật đầu suốt, làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy, tôi có bị bệnh gì không? Chị dâu nhỏ, chị đừng có lo lắng. Chị tốt bụng với hiền lành như vậy thì làm sao có bệnh. Không hiểu sao cậu hai cũng thấy rất sốt ruột. Cậu hai cũng bước lại hỏi: Cô ấy bị làm sao vậy thầy? Chúc mừng cậu mợ, mợ hai đã mang thai rồi. Hôm nay cũng đã được 3 tuần, tôi không nhầm đâu. Cậu hai tức tóc bước lại rồi túm lấy cổ áo của ông thầy Lan. Cậu hai quát lớn: Ông nói cái gì vậy? Anh hai, anh mau buông thầy Lan ra đi. Để em chạy qua kêu má qua đây gấp. Má mà hay thì sẽ vui đó. Từ từ, cô Út, cô Út. Ngọc Lan thật sự vẫn chưa tin được sự thật. Làm sao chỉ duy nhất lần đó thôi mà cô đã có thai được kia chứ? Nhìn ra thì thấy cô Út đã chạy vọt ra khỏi phòng cô. Cô có gọi cách mấy cũng không thể ngăn cô Út lại. Cậu hai cũng đã buông cổ áo của thầy Lan ra. Thấy tình hình rất căng thẳng nên dì Cúc đã mời ông thầy Lan ra ngoài trước rồi ngồi đợi một chút. Khi đã đi hết, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình cô và cậu hai. Cô không biết làm sao mà mở lời với cậu ấy. Cô cũng biết chắc chắn lương tâm của cậu ấy đang cắn rứt vì cô đã có thai. Cô cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp mà trôi qua theo thời gian, để cái ngày cô bị tống cổ ra khỏi nhà này sẽ không còn lưu luyến bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây cô không biết phải làm sao. Ngay lúc này đầu óc cô đang rối tung thì cậu hai mới nói: Sanh đứa bé ra đi, rồi tôi sẽ cho em một số tiền lớn. Em và gia đình của em hãy đi xa nơi này đi. Nghe câu nói đó của cậu hai mà lòng cô đau như cắt. Trái tim cô cũng nhói lên. Bắt cô sinh đứa bé ra rồi, rồi bắt cô đi xa, bà Liễu sẽ mắng nhiếc gia đình cô như thế nào? Rồi nghĩ đến cái việc bắt cô xa đứa bé mới lọt lòng nữa thì làm sao cô chịu nổi? Bao nhiêu câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu của cô. Ngày hôm nay nước mắt của cô lại ứa ra mà không thể kìm lại được. Cô nhìn cậu rồi vừa khóc vừa nói: Em xin anh cho con em đi theo em được không? Em sinh ra một đứa con gái thì rất dễ, còn nếu con trai thì em cũng hiểu má rồi đó. Anh Thanh, đừng khóc nữa, mà qua ngay bây giờ đó. Bên phòng của bà Liễu, hôm nay đến tận trưa mà cô vẫn chưa cho bà Liễu uống thuốc và cũng chưa ăn uống gì, nên bà cũng thấy hơi đói. Bà vừa ngồi dậy thì cửa phòng cũng được mở ra. Cô Út chạy vội vào, nhìn thấy bà Liễu đang nhìn cô Út chằm chằm thì cô đưa tay lên gãi đầu lúng túng nói: Má, hôm nay ngọn gió nào đưa con vào đây vậy? Má đừng có giận con mà. Con biết lỗi rồi mà má. Má ơi, má có khỏe không? Con nói má cái này nè, má nghe xong là hết bệnh liền à. Chuyện gì? Chị dâu nhỏ có thai rồi má. Bà Liễu bất ngờ vô cùng khi nghe cô Út nói. Bà Liễu liền đứng dậy, nắm lấy tay của cô Út, rồi bảo cô hãy đưa bà qua phòng. Rất nhanh cô vội lau nước mắt vì đã nghe thấy tiếng lộc cộc của đôi guốc mà bà Liễu và cô Út đang mang. Bà Liễu nét mặt trông khỏe hẳn, bảy bước vào rồi tiến đến bên giường của cô, ngồi xuống cạnh cô rồi nói: Lan, con dâu ngoan của má, con giỏi đó, má quả thật không nhìn lầm người. Má khỏe chưa mà qua bên này? Chết rồi, con quên mất, má chưa ăn gì đúng không? Để con xuống bếp đưa cơm lên cho má nha. Má chưa muốn ăn đâu, từ nay con phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm gì nữa hết. Má khỏe rồi, má hết bệnh rồi. Bà Liễu nói như vậy thì cô cũng đành gật đầu.
ngước lên nhìn thấy cô Út đang nhìn cô cười rất tươi. Cô cũng nghĩ chắc có lẽ vì chuyện cô mang thai mà bà Liễu đã hết giận cô Út. Bà Liễu ngồi nói chuyện với cô một lúc thì cậu Hai đã đích thân ra nhà trước để mời thầy Lan vào phòng của cô. Sau khi khám cho bà Liễu thì thầy Lan cũng hỏi lý do gì bà ấy bị mất ngủ, trong khi thuốc thầy Lan bóp cho bà Liễu là loại thuốc bổ, ăn được, ngủ được kia mà. Cô Út lúc này mới nói chen vào. Hay ở trong cái nhà này có người tráo thuốc của má. Cậu Hai nghe cô Út nói như vậy thì nhíu mày lại rồi nói, em bệnh sao? Trong cái nhà này ai dám làm điều đó chứ? Từ xưa giờ ai ai cũng sợ má, nhưng hết mực luôn yêu quý má, không ai có ý đồ xấu xa với má đâu, đừng có nói linh tinh nữa. Anh Hai cứ nói vậy, anh ra ngoài xưởng gạo suốt thì làm sao biết trong nhà này có rắn độc kia chứ? Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau, để con dâu của má nghỉ ngơi. Con Lụa, mau đi ra bảo thằng Tí đưa thầy Lan về, mày cũng đi theo đặng lấy thuốc cho bà với mợ hai của mày. Khi thầy Lan đã về thì bà Liễu cũng bảo cô Út hãy về phòng, có gì bà Liễu sẽ giải quyết chuyện cái thai của cô Út sau. Bà Liễu rất là vui khi biết tin cô có thai, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô xanh xao quá nên bà ấy cũng không dám làm phiền. Khi bà ấy về phòng rồi thì cậu Hai cũng đến bên cạnh cô rồi bảo cô hãy nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến bà Liễu hay cô Út gì nữa cả, vì chuyện đó có cây Lụa và chị Chi lo hết rồi. Cậu Hai nói xong thì cũng đi về phòng bên kia. Cô cũng không quan tâm đến rằng tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu, nhưng cô cũng nghĩ chắc chắn tối nay cậu Hai sẽ ở bên đó với mợ Hồng. Cô cũng biết khi mợ Hồng biết chuyện cô có thai thì chắc chắn sẽ rất sốc. Cậu Hai về lại bên phòng, cứ đi tới rồi lại đi lui. Những lời khi nãy cô Út vừa nói cứ văng vẳng bên tai của cậu Hai. Cậu Hai không biết ý của cô Út đang muốn ám chỉ đến ai. Ngay lúc đó thì trên tay của mợ Hồng vẫn còn cầm y nguyên mấy thang thuốc, đang rón rén đóng cửa lại thì mợ đã muốn giật bắn người vì nghe thấy giọng nói của cậu Hai phía sau lưng. Mình mới về sao? Em mới về tới. Em đã qua đó gặp thầy Lan rồi mình ạ. Thầy nói thuốc này tốt dữ lắm. Em nghĩ chắc do em Lan không biết cách sắc nên thuốc nó không có tác dụng. Thôi, để ngày mai em tự xuống nhà bếp sắc cho má, sau này không cần nhờ ai hết á. Khuôn mặt của cậu Hai lạnh tanh, cậu Hai không biết phải trả lời lại mợ Hồng như thế nào. Thật sự là cậu Hai không nghĩ mợ Hồng đang nói dối cậu Hai. Thấy mợ để mấy thang thuốc lên bàn gỗ rồi đi vào trong phòng tắm, cậu Hai cũng bán tính bán nghi nên đã lén lút gấp lấy một thang thuốc rồi nhét vào bên trong túi áo, rồi cậu đi lại phòng tắm nói, mình tắm rồi ra nghỉ ngơi đi, anh ra xưởng gạo một lát nghe. Mình đi hả? Tranh thủ về ăn cơm tối với em nha. Ừ, anh biết rồi. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng lại thì mợ Hồng mới bước từ trong phòng tắm ra, nhìn vào mấy thang thuốc trên bàn. Mợ ấy không hề biết cậu Hai đã lấy cắp đi một thang. Mợ Hồng bình thản ngồi xuống bàn trang điểm gỗ rồi nhìn vào gương nói, mày giỏi lắm, thuốc tao đã tráo mà mày muốn kiểm tra sao? Lan à, kiếp này mày đừng hòng đi nước cờ nào qua mặt được tao. Mợ Hồng sợ bị lộ chuyện mợ ấy đã tráo thuốc nên mợ ấy không dám đem mấy thằng thuốc này xuống nhà bếp nữa. Mợ ấy liền đem cất vào trong ngăn tủ của mợ, để mỗi ngày sẽ đem ra một thang sắc cho bà Liễu mà thôi. Còn cậu Hai lúc này khi đi qua bên nhà của thầy Lan thì thấy anh Tí đang cùng cái Lụa bước ra, trên tay của cái Lụa cũng cầm 20 thang thuốc. Đợi cho xe anh Tí đã rời đi thì cậu Hai mới bước vào bên trong nhà của thầy Lan. Thấy cậu Hai đang đi vào thì thầy Lan cũng bất ngờ dữ lắm. Chưa kịp hỏi cậu ấy sang nhà thầy để làm gì thì cậu Hai đã cất tiếng nói trước. Thầy kiểm tra giúp tôi, đây là thuốc gì? À, cậu Hai ngồi xuống ghế uống trà đi, tôi sẽ kiểm tra cho. Ông thầy Lan rót trà cho cậu Hai xong thì với tay cầm lấy thang thuốc lên, mở ra, thầy cầm từng cọng thuốc lá đưa lên mũi ngửi. Sau một lúc, ông thầy Lan thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Ông nhìn cậu Hai rồi nói, cậu Hai à, vậy là khi nãy cô Út nói rất đúng, có người đã tráo thuốc
muốn hại bà hội đồng thật cậu ạ. Ông nói rõ hơn đi, thuốc này uống bị ảnh hưởng như thế nào? Ông thầy Lang thở dài rồi nói, thang thuốc cậu hai đem đến đây không phải là thuốc của ông đã bóp cho bà Liễu. Ông ấy kê thuốc bổ, dễ ăn dễ ngủ. Vậy mà giờ thang thuốc này lại là thuốc mất ngủ, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. May là phát hiện kịp thời, nếu không bà Liễu sẽ bị mất luôn cả tính mạng. Cậu hai sốc vô cùng khi nghe từng lời của ông thầy Lang vừa nói. Trong đầu cậu hai đã liên tưởng đến người làm ra chuyện này, không ai khác chính là mợ Hồng. Nhưng thật sự cậu hai không muốn tin đây là sự thật. Cậu hai không nghĩ ra được lý do gì mợ ấy lại làm như vậy. Cậu hai cảm ơn ông thầy Lang rồi quay về nhà. Bước nhanh trở về phòng thì cậu hai thấy mợ Hồng đã ngủ trưa. Cậu hai nhìn lên trên bàn thì không còn thấy mấy thang thuốc hồi sáng đặt ở đó nữa. Cậu bước nhẹ nhàng lại xem mợ Hồng, đã chắc chắn mợ ngủ say thì mới vội đi lại tủ, mở từng kệ tủ ra. Cuối cùng cậu ấy cũng đã thấy những thang thuốc của mợ Hồng. Nhanh tay lấy hết ra, cậu hai liền chạy xuống nhà bếp rồi hỏi nhỏ những thang thuốc kia sáng thầy Lang đã bóp cho bà Liễu đâu, mau đưa nhanh cho cậu hai. Cậu hai chỉ tin tưởng mỗi dì Cúc nên đã nhờ dì Cúc mau vứt hết những thang thuốc của mợ Hồng đã tráo. Dì Cúc cũng rất tò mò, không hiểu sao cậu hai lại làm như vậy. Nhưng dì cũng biết cậu hai làm gì cũng có lý do. Cậu hai cầm những thang thuốc này từ tay dì Cúc rồi rón rén đem đặt lại chỗ kệ tủ mà mợ Hồng đã cất. Sau đó cậu đi qua phòng của Ngọc Lan. Tay chân cậu hai run cành cạch, chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Khi thấy sắc mặt tái mét của cậu hai thì cô đã vội đi đến rót nước cho cậu. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh uống nước đi. Đừng nói chuyện có thai của em cho Hồng biết. Thuốc của má đúng thật đã bị tráo. Anh nói cái gì vậy? Ai tráo thuốc của má? Anh biết người đó rồi sao? Sao lại muốn hại má như vậy? Cậu hai nhìn cô nhưng lại không nói. Cô đang sốc vô cùng. Thật ra cô đã rất mến bà Liễu và cô đã xem bà ấy như mẹ ruột của cô. Suốt một tháng qua, nhìn thấy bệnh của bà càng ngày càng nặng làm cô lo lắng dữ lắm. Nên sáng nay cô không đòi đi kiểm tra thuốc thì không biết bà Liễu phải chịu cảnh uống cái thứ thuốc hành bệnh đó đến bao giờ. Ngay lúc này cô biết chắc người hại bà Liễu là mợ Hồng. Một tháng vừa qua, chỉ cần nhìn thấy cô cho bà Liễu uống thuốc thì bộ dạng lúc đó của mợ rất vui sướng và đắc ý. Cô cứ luôn nghĩ trong đầu mợ ấy đã thật sự thay đổi. Nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Bàn tay cô bất giác đưa lên bụng. Cô hiểu ra lời của cậu hai vừa nói. Cậu hai cũng lên tiếng kéo cô lại ghế ngồi xuống rồi bước đi ra bên ngoài cửa. Ngó trước ngó sau, cậu sợ có ai nghe thấy. Cậu hai nhanh chóng khóa trái cửa lại rồi ngồi xuống ghế cạnh cô. Cậu hai nói, chút nữa tôi sẽ xuống bếp nói với con Chi và con Lụa, không được hó hé chuyện em có thai. Bây giờ em phải thật bình tĩnh rồi xem xét thuốc men cho má mỗi ngày. Em hiểu ý tôi nói không? Cậu hai rót cho cô một ly trà rồi đưa vào tay của cô. Cô cũng từ từ đưa ly trà lên rồi uống. Cô biết cậu hai chỉ tin tưởng mỗi cô, vì suốt một tháng qua chuyện chăm sóc bà Liễu cực nhọc đến cỡ nào cậu hai là người biết rõ nhất. Anh đừng lo, chuyện sát thuốc mỗi ngày cho má em làm được, nhưng lỡ chị Hồng đổi mấy thang thuốc của má nữa thì phải làm sao đây anh? Em yên tâm đi, tôi đổi lại rồi. Một chút tôi về phòng bên kia rồi nói như chưa biết chuyện gì, kêu Hồng đưa mấy thang thuốc cho tôi rồi tôi giao lại cho em. Thuốc đó thầy Lang nói tổng 10 thang, gần 10 ngày mà Hồng có đưa thuốc gì cho em thì em cứ tìm tôi. Lần này tôi bỏ qua, còn lần sau nữa tôi sẽ không tha đâu. Cô nhìn vào tận sâu ánh mắt của cậu hai. Cô biết cậu hai rất yêu mợ nên mọi chuyện cậu hai sẽ rất dễ dàng mà bỏ qua. Không hiểu vì sao trong lòng cô trở nên bất an vô cùng. Đứa bé trong bụng cô mà có chuyện gì thì làm sao cô sống nổi. Cậu hai thấy cô im lặng mà nước mắt như đang buông ứa ra thì cậu đã cất tiếng nói tiếp. Thật sự tôi không muốn em có đứa bé này. Cả người cô phút chốc cứng như tượng vì câu nói của cậu hai. Hai hàng nước mắt cũng tuôn chảy ra, lòng ngực cô đau như cắt. Cậu hai thấy cô khóc thì mới chắc lưỡi rồi lắc đầu nói, ý tôi không phải như vậy. Em
Em không có ý kiến gì đâu ạ. Nhưng xin anh hãy cho em được giữ đứa bé này đến khi nó chào đời, được không anh Thanh? Tôi sẽ bảo vệ em và con cho đến cùng. Thật sự tôi đang rối lắm. Em hãy nghe tôi nói hết đi. Anh nói đi. Em không khóc nữa. Lúc đầu tôi không bao giờ muốn em có thai đâu. Tôi sợ em vì tôi mà khổ. Tôi cũng sợ làm đau lòng người tôi yêu. Tôi chỉ muốn thời gian nó trôi qua thật nhanh để đưa em ra khỏi cái nhà này. Không ngờ được là giờ em lại mang thai. Tôi sẽ không để ai hại đến em và con của chúng ta đâu. Em phải thật mạnh mẽ để vượt qua thời gian này. Có buồn có khó khăn gì thì cứ đi tìm tôi. Còn không thì nói với Ngọc Linh, nó cũng rất thương em đó. Vậy anh có thương em không hay Thanh? Cậu hai không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, mà ngoái người sang chỗ khác. Rồi cậu nói, Lan, em bị làm sao rồi đúng không? Tại sao lại nói ra câu đó? Em quên tôi từng nói với em điều gì rồi sao? Không, anh đừng hiểu lầm ý của em. Ý em muốn hỏi, anh có thương xót em và con của anh không? Nếu có, thì em xin anh hãy bảo vệ mẹ và con được bình an. Ừ, tôi biết. Tôi cần phải làm gì? Em không cần lo. Để tôi qua bên phòng lấy thuốc đưa cho em cất. Dạ. Khi cậu hai rời đi thì nước mắt cô bỗng tuôn ra như mưa. Thật ra cô rất muốn hỏi cậu hai có thương cô không. Vì khi nghe cậu hai nói không muốn làm người cậu ấy yêu phải buồn, thì lúc đó tim cô trở nên đau nhói. Ông bà ngày xưa hay nói, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Suốt những ngày qua, cô đã cố gắng không cho tâm trí phải suy nghĩ đến cậu hai. Cô biết cô không được phép động lòng với cậu hai, vì cậu ấy và cô sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Cô luôn ghi nhớ trong đầu là phải cố gắng cắn răng, chịu đựng để 2 năm được trôi qua nhanh nhất. Vậy mà giờ cô lại động lòng vì những hành động ân cần, chăm sóc suốt hơn 1 tháng qua từ cậu hai. Bàn tay cô đưa lên bụng, cô cầu mong đây sẽ là một đứa con gái. Chỉ cần là sanh con gái thì nhất định cô sẽ được ra khỏi cái nhà này. Bên phòng của mợ Hồng, cây hoa chạy như bay thẳng vào phòng của mợ, rồi kéo tay mợ ấy ngồi dậy. Cây hoa nói, mợ, mang dậy nhanh đi. Mợ ơi, mợ, mày có tin tao đánh chết mày không? Mày dám phá giấc ngủ của tao hả? Trời ơi, giờ này mà mợ còn ngủ được sao? Tính cách gì đi, còn Lan, nó có thai với chồng mợ rồi kìa. Mợ Hồng tức giận tát vào mặt cái hoa một cái thật mạnh, rồi chỉ thẳng vào mặt cái hoa. Mợ Hồng nghiến răng nói, mày ăn nói cái gì vậy? Có tin tao cắt lưỡi mày không? Chồng tao suốt 1 tháng nay đều ở bên này ăn nằm với tao, tao thì vẫn chưa có động tĩnh gì, thì nó làm sao có bầu được. Cây hoa vừa ôm mặt đang đau rát, vừa miếu máu như muốn khóc rồi nói, sao mợ đánh em? Hồi sáng này lúc mợ đi thì thằng Tí đi rước thầy Lan về đây bắt mạch cho con Lan. Em nấp ngoài cửa nên nghe được ông thầy nói con Lan nó có thai. À mà cậu hai còn bảo ông thầy bốc thuốc cho nó với bà hội đồng nữa. Mợ tính sao? Có định tráo thuốc của con Lan không? Tay chân mợ Hồng run cành cạch, vừa tức giận lại vừa lo. Giờ mợ Hồng mới biết hồi sáng này thầy Lan đã về, hèn gì khi sáng cậu hai đã hỏi mợ Hồng đi đâu. Còn chuyện của Ngọc Lan nữa, mợ Hồng rất muốn đi qua đánh cho Ngọc Lan chết đi để cô biến khỏi tầm mắt của mợ. Suốt 1 tháng qua thấy cậu hai bên phòng với mợ ấy suốt, mợ ấy đã rất cố gắng để mang thai nhưng vẫn không hề thấy gì cả. Vậy mà cô lại có phước phận đến vậy. Mợ Hồng bước qua bên bàn trang điểm ngồi xuống, rồi lấy cây lược đưa lên tóc chải. Nhìn vào gương, mợ ấy nói, Hoa, ngày mai tao với mày đi lên huyện một chuyến. Tao muốn đi khám xem tao có thai hay không. Tạm thời mỗi ngày mày lên phòng, tao đưa thuốc cho mày đi sắc. Mỗi ngày mày phải nhớ phụ cho bà già đó uống. Mày cũng giúp tao để ý xem thuốc của con Lan nó uống là ai sắc, tranh thủ thời cơ cho thuốc phá thai vào cho tao. Nó mà sảy thai được, tao hứa trọng thưởng cho mày. Em biết rồi, nhưng xong vụ này em không cần thưởng đâu. Mợ cho em về nhà thăm cha má của em vài hôm là được rồi. Được, mày ngoan nghe lời tao á thì cái gì cũng được hết. Mai tao lên huyện, sẵn tao mua thuốc phá thai luôn. Cậu hai đã chậm một chút nên không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của cái hoa và mợ Hồng. Mở cửa đi vào, cậu hai đã thấy cái hoa
đang đứng phía sau mợ Hồng. Cậu ấy nhanh chân bước lại rồi hỏi: Mình định bảo con qua mừng gì sao? Mợ Hồng thấy cậu hai bước vào thì giật mình, vội giật bắn người dậy, rồi quay lại nhìn cậu hai tươi cười. À, em định bảo con qua no canh thuốc sắc cho má mỗi ngày, chứ mình không cho em xuống bếp em cũng không biết làm sao hết. Đưa cho con Lan đó sắc đi, mình không cần phải bận tâm vào việc thuốc men của má đâu. Hồi sáng giờ mình đi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thêm đi. Thôi, mình nói như vậy cũng được. Khi sáng em qua bên nhà của ông thầy Lan tận bên sông á, nên bây giờ cả người đã mệt nhừ. Vậy thôi con qua xuống chăm ấm trà cho cậu hai đi, mở đi nghỉ thêm chút đây. Dạ con đi ngay. Khi cái Hoa đi ra thì mợ Hồng cũng tiến đến kệ tủ, rồi lấy ra mấy thang thuốc mợ ấy đã cất. Nhìn vào thấy không có gì bất thường nên mợ rất bình tĩnh và thản nhiên đưa lại cho cậu hai. Mợ ấy nói thêm: Mình đem qua đưa cho con Lan nha. Bảo em ấy á, khi nào nấu hết mấy thang thuốc này á, thì nói với em. Em đi qua bên sông lấy thêm cho má, chứ ông thầy Lan của nhà mình á, em thấy ổng không có giỏi giang gì hết. Ừ, anh biết rồi, mình nghỉ ngơi đi. Anh đem qua cho nó rồi ra xưởng gạo làm tiếp đây. Tối nay anh về muộn nên mình cứ ngủ trước đi. Mợ Hồng gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của cậu hai. Ánh mắt sắc bén của mợ ấy lại hiện lên. Mợ Hồng biết mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng chính cái gia đình này là người đẩy cho mợ Hồng đi xa như vậy. Mợ ấy muốn bà Liễu phải uống thuốc do mợ ấy tráo để tinh thần ngày càng đi xuống, thậm chí là cho nằm liệt giường để chịu đựng những sự thống khổ. Mợ Hồng muốn mãi mãi bà ấy vẫn không bao giờ đứng dậy đi được. Rồi mục tiêu tiếp theo của mợ ấy chính là cô Út. Mợ ấy sẽ rêu rao khắp cái thôn này cô Út là con gái hư, còn người cuối cùng chính là Ngọc Lan. Cái thai đó sẽ nhanh bị mợ Hồng trục nó ra khỏi người cô mà thôi. 10 ngày trôi qua trong êm ấm. Hôm nay cũng là thang thuốc cuối cùng mà cô sắc cho bà Liễu. Cô không biết phải làm sao hết, vì cô không thể nào gặp mợ Hồng rồi nói về vấn đề thuốc của bà Liễu đã hết được. Nhưng trong suốt 10 ngày nay, bệnh tình của bà Liễu thuyên giảm hẳn. Bà Liễu sắc mặt cũng đã hồng hào hơn, nhưng cô không dám cho bà Liễu ra nhà trước vì sợ mợ Hồng sanh nghi. Ngay lúc đang lúng túng không biết phải làm sao thì chợt cô giật bắn người vì mợ Hồng đang đứng trước mặt rồi nhìn về hướng cô chậm chậm. Đúng như dự đoán, mợ Hồng đã tiến đến trước mặt cô rồi nói: Sát thuốc cho má làm sao? Dạo này má đã khỏe hẳn chưa? Hay còn như đợt trước? Dạ, em thấy má cũng vẫn y như vậy chị. Em không biết phải làm sao để cho má khỏi bệnh hết. Hôm nay má hết thuốc phòng lần. Cô nuốt nước bọt vào trong cổ họng để bản thân thật bình tĩnh, rồi ngước mặt lên nói chuyện với mợ Hồng. Thuốc hết rồi, nhưng để chút em lên nhà xin phép anh Thanh cho em đi qua thầy Lan bốc thuốc cho má. Chị không cần bận tâm đến việc thuốc men của má nữa đâu. Cô không quan tâm đến mợ Hồng sẽ trả lời lại như thế nào, mà ngang nhiên bước đi thẳng lên phòng của bà Liễu. Cô biết bây giờ không phải lúc cô yếu mềm và hèn nhát nữa. Cô phải cố gắng chống đối lại để bảo vệ đứa con trong bụng của cô và còn bảo vệ bà Liễu. Cô biết đáng lý ra cô phải hận bà ấy, nhưng cô lại suy nghĩ khác. Bà ấy chỉ cần có cháu nói giỏi thôi, chứ không có ý gì muốn hại cô. Ngược lại, bà Liễu đã giúp gia đình cô rất nhiều, nhưng bà không bao giờ kể lể ra. Cô rất trân trọng những thứ mà bà ấy đã giúp đỡ cho cô. Cuộc đời cô có tu cả trăm kiếp cũng không biết đến bao giờ được như ngày hôm nay. Cô sẽ vì bà Liễu mà chống đối lại mợ Hồng. Sau khi cô rời khỏi cái nhà này, cô muốn mọi thứ phải về như cũ. Cô muốn gia đình này sẽ êm ấm như ngày nào. Và cô cũng rất muốn thay đổi được tâm tính tà ác của mợ Hồng. Bước nhanh vào phòng của bà Liễu, cô mở cửa rồi đi vào trong. Tiến đến giường ngồi xuống, cô đưa bát thuốc cho bà Liễu rồi nói: Má, má ngồi dậy uống thuốc đi má. Cơm hôm nay má dùng có vừa miệng không? Là con à? Ôi, má khỏe hẳn rồi. Ăn cơm xong á là muốn nằm ngủ ngay thôi. Bà Liễu tươi cười rồi cầm lấy bát thuốc từ tay của cô. Bà đưa lên miệng uống từng ngụm cho đến hết bát thuốc. Khi uống hết thì bà Liễu tự đặt qua một bên rồi nắm lấy tay của cô. Bà nói: Lan à, con không giận má sao Lan? Con đang mang thai mà ngày nào cũng không được nghỉ ngơi.
Con toàn lo thuốc men rồi ăn uống cho má. Má thật lòng thấy rất xấu hổ. Cô nghe bà Liễu nói như vậy thì xúc động, nhưng cô cũng vội lắc đầu rồi xoa vào lòng bàn tay của bà Liễu. Cô nói: Má đừng nói như vậy. Con chăm sóc má hệt như là má ruột của con vậy, nên má đừng nói như vậy nữa. Con nghe sẽ buồn lắm á. Má vui lắm khi má có một người con dâu như con. Nghĩ đến con Hồng mà má thấy buồn. Bà Liễu nhắc đến mợ Hồng thì lại thở dài ngao ngán. Cô không biết phải nói với bà như thế nào về việc mợ Hồng đã tráo thuốc. Nhưng ngay lúc này bà Liễu mà biết thì bà ấy sẽ tức giận, rồi cô sợ lúc đó bà ấy sẽ lâm bệnh trở lại. Cô chỉ biết kể chuyện vui về cái này cái kia cho bà nghe. Cô cũng nói cho bà Liễu biết cô Út dạo này đã không nhốt mình vào trong phòng nữa, mà mỗi buổi sáng ra dậy sớm để tập thể dục, rồi còn giúp cô gọt trái cây mỗi ngày để cho cô đem vào phòng cho bà. Nhắc đến cô Út thì cô lại cảm thấy thương. Cô Út cũng đã kể mọi ngọn ngành cho Ngọc Lan biết, nhưng giờ cái người làm cô Út có thai đã đi biệt tâm nên cô rất đau lòng. Cô Út lại là người nặng tình nên nhất quyết chờ cha của đứa bé quay về. Đang nói chuyện vui vẻ với bà Liễu thì cậu Hai mở cửa bước vào. Cậu Hai tiến đến rồi đưa cho cô một túi bánh ngọt cậu vừa mới mua, rồi bảo cô hãy đi nghỉ ngơi để cậu Hai ở lại chăm sóc cho bà Liễu. Thấy cậu Hai về nên cô cũng yên tâm mà nói với cậu Hai cho phép anh Tí đưa cô qua nhà thầy Lan bốc thuốc cho bà Liễu. Cậu Hai nghe cô nói như vậy thì vội gật đầu. Cô cũng nhanh chân bước ra ngoài để cho cậu Hai và bà Liễu nói chuyện riêng. Cầm túi bánh ngọt trên tay, cô nở ra một nụ cười thật tươi, vì cậu Hai không bao giờ quan tâm qua lời nói mà cậu luôn thể hiện bằng hành động. Xoay người qua định đi về phòng cất túi bánh thì cô lại thấy mợ Hồng đang đứng chần chừ trước mặt cô. Cô định không quan tâm bước đi qua luôn, nhưng mợ Hồng đã cất tiếng: Anh Thanh đang trong đó sao? Ai mua bánh vậy? Anh Thanh ở bên trong, em có việc xin phép đi trước. Mày... Mợ Hồng biết bản thân đã lỡ miệng nên liền im bặt mà không nói lời nào. Tức quá nên mợ ấy bước đi nhanh hơn cả cô, rồi hất vai cô một cái thật mạnh. Hành động đó của mợ xém tí nữa làm cô té nhào. May lúc đó cô đã đứng trụ lại được, nhưng túi bánh của cậu Hai mua thì rơi xuống đất. Cánh cửa phòng cô Út mở ra, thấy cô loạng choạng sắp té thì cô Út vội đỡ cô lại rồi hỏi: Chị Lan, chị có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Cô Út nhìn lên thì thấy mợ Hồng đang đứng ở đó. Nhìn thấy cô đang nhìn chăm chăm thì mợ Hồng quái người bước nhanh về phòng. Cô Út nhặt giúp Ngọc Lan bịch bánh lên rồi hỏi: Chị Hồng xô chị phải không? Không có, chị lỡ trúng thôi. Tôi không sao. Cô Út định đi đâu sao? Vậy hả? Ừ, chị ta không làm gì chị thì tốt. Em định xuống đi qua thăm má nè. Vậy cô Út đi đi, tôi phải đi qua nhà thầy Lan lấy thuốc cho má. Cô Út nghe vậy thì gật đầu, rồi đưa tay vào túi áo lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô. Cô Út bảo sẵn qua bên đó thì bóc luôn thuốc bổ cho cô và cả cho Ngọc Lan luôn. Lúc đầu cô không chịu vì cô còn rất nhiều tiền để dành mà khi trước cậu Hai đã cho. Nhưng cô Út lại bảo nếu không lấy tiền của cô Út mua thì cô sẽ giận mà không uống thuốc cô đã bóc. Cô không còn cách nào nên chỉ biết cầm lấy tiền rồi gật đầu. Về phòng cất bánh, cô thay bộ đồ rồi bước thẳng ra trước sân tìm anh Tí. Đi một vòng trong nhà không thấy, cô liền nghĩ chắc có lẽ giờ này anh Tí đang ngồi ở ngoài bờ sông. Từ ngày cô bị trượt chân đến nay thì cô đã không còn dám đi ra ngoài đó một mình nữa. Nhưng giờ cô cũng đành bước ra ngoài để tìm anh Tí. Đúng như dự đoán, anh Tí đang ngoài bờ sông. Khi định bước lại gần anh Tí thì cô thấy cái Chi cũng đang bước ra để đi hái rau. Cô cũng không muốn bị người này đến người kia dị nghị nên đã tiến nhanh đến chỗ cái Chi, rồi nhờ cái Chi ra nói với anh Tí là ra trước sân lấy xe đưa cô qua thầy Lan. Cái Chi nghe cô nhờ nên đã bước ra nói với anh Tí. Cô lúc đó cũng quay lại trước sân nhà để đợi anh. Rất nhanh anh Tí đã chạy lên rồi mở cổng để chạy xe ra bên ngoài. Khi xe được chạy một lúc thì anh Tí bỗng dừng xe lại rồi nói: Lan, Lan có thấy hạnh phúc
khi sống trong cái nhà đó không Lan? Anh Tý hỏi như vậy làm cô có chút mũi lòng. Làm sao cô có được hạnh phúc khi cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này kia chứ? Nhưng cô vẫn cố gắng gượng ra một nụ cười rồi nói: Anh Tý nè, em thấy hạnh phúc lắm. Em cứ tưởng cuộc đời em đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng em không ngờ giờ đây em lại yêu anh Thanh. Đối với em nhiều đó là đủ rồi. Em chưa bao giờ yêu tôi sao Lan? Tại sao không bỏ trốn cùng tôi? Tôi sẽ không để em phải khổ đâu Lan. Em suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ đợi em. Anh quên là em đang có thai sao? Em biết, anh đã biết hết mọi chuyện. Anh luôn quan tâm đến em. Nhưng đã quá muộn rồi anh Tý à. Em nói thật, ngày trước em luôn mong chờ tiếng yêu thương từ anh. Nhưng từ cái ngày định mệnh đó thì em đã tập quên anh. Do còn non nớt chưa hiểu gì về tình yêu trai gái nên em đã lỡ thầm mến anh. Nhưng em ngu ngốc vì đã lỡ đem trái tim này cho anh Thanh mất rồi. Anh Tý xoay người lại nhìn cô. Cô thấy ánh mắt của anh Tý đã đỏ hoe. Nhưng cô đã xác định từ rất lâu, cô đã xem anh Tý như một người anh trai của cô, nên cô không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Mà giờ đây cô thấy có lỗi vì đã để anh Tý cứ luôn mộng tưởng một ngày nào đó cô sẽ chuyển ý quay về lại với anh. Cô né tránh ánh mắt của anh Tý, cô không dám nhìn anh Tý nữa. Tôi chúc Lan hạnh phúc. Cậu Hai rất quan tâm đến Lan đó. Lan phải hạnh phúc và không được khóc nữa. Phía sau Lan luôn có tôi, cần gì thì cứ tìm tôi. Nước mắt cô như muốn ứa ra, nhưng cô đã cố kìm lại rồi cười thật tươi cho anh Tý yên tâm. Nguyên đoạn đường đến nhà của thầy Lan, rồi đến lúc về lại nhà thì cô và anh Tý không hề nói với nhau một câu nào. Cô chỉ mong cho xe chạy thật nhanh để cô và anh không phải đối mặt với nhau. Còn ở nhà lúc này, khi bà Liễu muốn đi ngủ trưa thì cậu Hai và cô Út đành bước ra khỏi phòng để không làm phiền bà Liễu nữa. Cô Út bước ra trước rồi đợi cậu Hai đi ra sau, sau đó nói nhỏ với cậu Hai: Anh Hai, khi nãy á, bà Hồng bắt xô chị Lan á. Rồi Lan có sao không? May em ra đúng lúc nên đỡ kịp. Anh tính làm sao đi, chứ giấu chuyện chị dâu nhỏ có thai như vậy á, không được đâu. Mà em á, cũng đang rất sợ là bà Hồng biết chuyện rồi á. Anh hãy để ý chị Lan nghe, em không muốn có chuyện không hay xảy ra đâu đó. Biết rồi. Nhưng từ khi nào em trở nên quan tâm người khác vậy? Chị dâu nhỏ tốt bụng, được chưa? Em về phòng đây. Cô Út định bước đi thì cậu Hai nói: Anh sẽ tìm người đó về cho em. Anh không thể để em gái anh chịu thiệt thòi đâu. Em cảm ơn anh Hai. Cô Út như sắp khóc. Ngay lúc đó cậu Hai đã vội đưa tay lên xoa đầu của cô, giống như lúc nhỏ. Một lúc sau thì cậu Hai mới đi về phòng. Bước vào phòng thì đã thấy khuôn mặt bực tức của mợ Hồng. Thật sự ngay giây phút đó, cậu Hai chỉ muốn quay lưng ra khỏi phòng mà thôi. Nhưng mợ Hồng đã biết cậu Hai mở cửa bước vào, nên mợ ấy đã thay đổi sắc mặt, miệng cười tươi rồi nói: Mình mới về sao? Mình về nghỉ trưa à? Hôm nay em khó chịu quá mình à. Cậu Hai bước lại giường nằm xuống nghỉ ngơi, đằng trời xế còn ra xưởng gạo. Khi nằm xuống cậu Hai mới nói: Mình khó chịu chuyện gì? Từ ngày má bệnh đến giờ, nhà cửa này kia một tay em lo hết. Em đã mệt dữ lắm rồi. Nay á là ngày má hết thuốc nữa. Em xuống hỏi Lan á thì em ấy không thèm trả lời, Mà còn nói chuyện thái độ với em nữa đó mình. Em không biết có phải em đang mang thai hay không mà tính tình thay đổi. Nãy giờ vì chuyện đó mà em muốn khóc luôn đó mình. Mệt thì nghỉ ngơi đi. Nhà cửa sau này giao lại cho Ngọc Linh quản, không cần bận tâm đâu. Suốt hơn tháng nay mình có qua phòng thăm má không? Mợ Hồng sượng đơ người, không biết phải trả lời cậu Hai như thế nào. Lâu lâu mợ ấy chỉ bảo cái Hoa vào nghía xem bà Liễu thế nào rồi báo cáo tình hình thôi, chứ không hề bước chân vào căn phòng của bà Liễu. Mợ Hồng cũng không biết vì sao mà hôm nay cậu Hai lại hỏi như vậy. Mợ ấy giả trò gượng cười, nói cho qua chuyện: Mấy nay em bận chuyện nhà cửa quá nên không có thời gian qua bên đó. Thôi mình nằm nghỉ đi, em chạy qua xem má ăn sao. Không cần đâu, má ngủ rồi, đừng làm phiền má. Thôi mình mệt thì lại đây nghỉ ngơi đi. Tôi ra xưởng gạo luôn đây. Tối nay cứ ngủ trước đi, tôi về muộn nên không cần chờ tôi về đâu. Mình đi giỏi thế mình. Mợ Hồng luôn miệng gọi nhưng cậu Hai chẳng bận tâm đến, khiến mợ Hồng muốn tức điên lên.
Khi cậu hai rời đi rồi thì mợ ấy bực tức mà đánh mạnh vào cái bàn trang điểm bằng gỗ. Mợ ấy nghiến răng nói: "Lũ khốn các người, tôi không bao giờ để yên cho một ai đâu. Mày giỏi lắm Lan, mày có thai mà suốt 10 ngày nay không hó hé cho tao biết. Giờ mày muốn cướp chồng tao rồi chứ gì? Được, mày cướp đi. Mày cướp chồng của tao, tao cướp lại con của mày. Con chó, đồ khốn kiếp." Mợ hai tức giận đùng đùng nhưng không làm được gì hết. Mợ ấy bước thẳng vào phòng tắm rồi xối thật nhiều nước lạnh vào người cho hả cơn tức. Cậu hai đi ra trước sân thì thấy anh Tí vẫn chưa về, còn thằng Sửu thì giờ này đang nằm ở cái chòi nhỏ ngủ thẳng cẳng. Nhìn ra thấy trời cũng nắng rắt nên cậu hai đành bước đi vào bên trong phòng của Ngọc Lan nghỉ tạm. Căn phòng lúc nào cũng thơm hương của hoa sen và luôn luôn ngăn nắp. Trời cũng hơi nóng nực, nhưng bước vào phòng của cô thì cậu hai lại thấy mát rượi. Cậu ấy tiến vào rồi lấy ra bộ đồ, đi thẳng vào phòng tắm. Mấy hôm nay công việc ngoài xưởng vô cùng mệt mỏi, nhưng không hiểu sao bước vào phòng của cô, cậu hai lại thấy dễ chịu. Tắm nhanh, bước ra giường nằm xuống, cậu hai không ngần ngại mà cởi bỏ cái áo trên người ra, như thế cho mát, ngủ được lâu hơn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện Nhà Hội Đồng Phan của tác giả Minh Anh. Sau khi nghe xong tập 3, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 vào tối mai.